tài ba. Về thời tiền sử. Và đây, mắt của cậu ấy. Nhìn này Sketchy, tớ mới vẽ một người tiền sử này. Ôi, tớ thích cậu ấy, cậu vẽ người tiền sử đẹp thật đấy. Cậu thật buồn cười khi bắt chước bức vẽ của tớ. Đúng thế, tớ thích bắt chước, nhưng tớ thích chơi cầu trượt hơn. Cầu trượt phải có ở mọi nơi. Cậu nhận ra rằng người tiền sử chưa phát minh ra cầu trượt để dùng. Chán thật, vậy họ giải trí bằng cách nào? Tớ nghĩ rằng tớ có một bức vẽ để trả lời cho câu hỏi của cậu. Ô tuyệt, đoán hình. Bắt đầu nào. Địa điểm nào thu hút người tiền sử? Tớ sẽ bắt đầu bằng cách vẽ hai nửa vòng tròn và kết thúc dạng như hình cầu. Tớ đoán ra rồi, đó là lều tuyết. Lều tuyết à, cậu có chắc không Sketchy? Đúng là như thế, người tiền sử có thể trượt xuống lều tuyết. Đúng, trừ việc người tiền sử sống trong hang và không phải trong lều tuyết. Thật vậy sao? Buồn cười thật, Sketchy. Tớ nghĩ rằng khi cậu sống trên đá, chắc sẽ không cần đến chỗ giải trí khác đâu. Tớ hy vọng ý tưởng của cậu sẽ đỡ hơn. Cậu sẽ thấy tớ vẽ một đường cong đi xuống và đi lên như thế này. Nó quá dễ mà, đó là voi. Người tiền sử sẽ trượt xuống vòi voi. Thật ra người tiền sử có voi ma mút, không phải voi thường. Đúng thế. Và hơn nữa là ma mút có rất nhiều lông. Chúng có thể không đủ trơn để trượt xuống. Nhưng cậu nói đúng, bức vẽ của tớ là động vật. Tớ vẽ những đường cong giống như vậy, nhưng ở vị trí ngược lại. Tớ đoán ra rồi, đó là cái sừng. Đó là con bò Tây Tạng đúng không? Bò Tây Tạng, cậu thật sự nghĩ thế à? Đúng, người tiền sử sẽ trượt trên sừng của bò. Vui quá. Cậu có sao không Sketchy? Có vẻ như không phải lúc chú bò Tây Tạng của cậu muốn chơi thì phải. Cậu nói đúng, chú bò Tây Tạng còn tệ hơn cả chiếc xe mạo hiểm. Thôi nào, cậu sẽ thấy. Tớ vẽ thêm hạt đỗ trên khối hình thứ ba của tớ. Cậu vẽ thêm chân à? Ôi tất nhiên rồi, khủng long. Chúng ta có thể trượt trên cả người nó. Đúng là một địa điểm lý tưởng. Chính xác, giờ cậu có muốn xem khủng long được tô màu thế nào không? Có chứ, tớ muốn xem tô màu. Bắt đầu nào. Hãy cùng tô màu nào. Trời ơi, xin chào khủng long. Vậy cậu có thích khủng long của chúng ta không, Sketchy? Có chứ, cậu ấy xinh quá. Thật sao, tớ sẽ lên trên. Đến giờ trượt rồi. Nhưng khủng long thì sao? Sao chúng trượt xuống được? Tớ không biết chúng làm thế nào, nhưng có vẻ như chú khủng long này thích tớ trượt. Vẽ khủng long vui chứ? Rất vui, cậu biết không Dudabu, tớ nghĩ tớ thích khủng long còn hơn cả cầu trượt đấy. Cậu nói đúng, cậu biết không, chúng rất thú vị khi vẽ đấy. Ôi Dudabu, tớ rất muốn chúng ta vẽ bây giờ. Ý kiến hay đấy. Vậy người tiền sử, có địa điểm vui chơi yêu thích nào? Đầu tiên, cậu vẽ thân chú khủng long. Nhìn nó hơi giống lều tuyết. Rồi cậu vẽ đuôi, trông giống vòi voi. Rồi vẽ cổ, dễ mà, vẽ giống cái đuôi nhưng ở vị trí ngược lại, trông hơi giống chú bò Tây Tạng với cái sừng. Và đây, cậu ấy gần hoàn thành rồi, thiếu cái đầu, mắt và miệng nữa, và chân, và móng của cậu ấy. Và cậu chỉ cần tô màu cậu ấy thôi, có tin được không, giờ cậu đã biết vẽ khủng long rồi đấy. Và cậu có thể cho mọi người đoán bức vẽ, đoán tranh thật vui đúng không nào?
người bạn trong rừng. Hôm nay trời đẹp thật đấy, Dudabu. Chúng ta có nên ra ngoài chơi chơi không? Được thôi, hãy lăn trên bãi cỏ và leo cây nữa. Ồ, tớ biết rồi, chúng ta có thể chơi trốn tìm trong rừng. Cậu nghĩ thế nào, Sketchy? Đợi đã, tớ biết chỗ trốn hoàn hảo nhất đấy. Nhìn này, đầu tiên chúng ta hãy dịch chuyển cái đèn sang một bên, rồi cậu lấy hộp bút sáp, và đây, chỗ trốn tuyệt vời. Nào, Sketchy, cậu biết chúng ta sẽ không thể tìm thấy chỗ nào trong rừng. Cậu nói đúng, không thể dễ trốn trong các bụi cây đâu. Cậu nói đúng, Dudabu, cần phải có ai am hiểu về cây. Tớ nghĩ đến người cư trú trong rừng sẽ biết rõ về cây thường dùng để trốn. Vậy cậu đang nghĩ gì vậy, Dudabu? Tớ biết, để tớ đoán, cho tớ đoán, vẽ cho tớ đi. Được rồi, Sketchy, hãy bắt đầu nào. Ai là vua trốn tìm trong rừng? Đầu tiên, tớ vẽ một hình oval với hai nửa vòng tròn như thế này. Trông đẹp quá, trứng trong tổ. Đúng thế, tổ là chỗ trú tốt nhất của chim non. Này các chú chim. Ồ, các cậu thật dễ thương. Nhưng Sketchy, chúng không chơi trốn tìm được, chúng mới sinh. Tổ chim không phải là nơi để trốn. Vậy bức vẽ nói về cái khác à? Đúng vậy, cậu tiếp tục đi, Dudabu. Được rồi, cậu đang vẽ củ khoai tây ở dưới à? Ờ, tất nhiên rồi, tớ hiểu rồi, đó là cây nấm. Cây nấm là vua trốn tìm sao? Đúng thế, mọi người biết nấm thường trốn trong rừng. Ra đây nào nấm, chơi trốn tìm nào. Cậu đếm và tớ sẽ trốn. Đi nào, cậu không tìm tớ à? Cậu ấy gần như ngủ rồi đúng không? Dường như cậu ấy không muốn dậy để chơi. Tớ hy vọng động vật trong rừng không muốn ngủ trên cây. Đừng lo, Sketchy, cậu trả lời cho bức vẽ là một người rất thích trốn trong rừng. Cậu vẽ gì vậy? Chân à? Chính xác. Ồ, tớ biết rồi, đó là con cú. Cậu ấy thích trốn trên những cành cây để ngủ. Thôi nào cú, đi trốn tìm, tớ sẽ đếm đến 10 nhé, được chứ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hết rồi, tớ đi tìm cậu đây. Ôi, nhưng cậu ấy vẫn đang ngủ, không thể như thế được. Có ai muốn chơi với tớ trong rừng không? Không ai muốn chơi với tớ. Tớ muốn chơi với cậu, nhưng cú không phải là động vật vui nhất để chơi cùng. Tìm tiếp đi. Đó có phải là mắt không? Và một cái mõm nữa. Đúng rồi, là con sóc. Ồ, cậu nói đúng, chúng chơi trốn tìm rất giỏi trong rừng. Đúng thế, cậu ấy là chuyên gia chơi trốn tìm. Cùng tô màu nào. Màu sắc của cậu thật tài tình đấy. Này cậu, vậy chúng ta có chuyên gia chơi trốn tìm trong rừng rồi. Này sóc, cậu có muốn chơi trốn tìm với chúng tớ không? Ồ, Sketchy, tớ nghĩ trò chơi trốn tìm đã bắt đầu rồi. Nhanh lên, đếm đi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đi tìm cậu ấy nào. Và trò chơi trốn tìm trong rừng bắt đầu. Chúng tớ đến tìm cậu đây. Chắc chắn là cậu ấy trốn trên một cái cây nào đấy. Ôi, trò chơi trốn tìm trên cây này vui thật. Đúng thế, chú sắp đó có rất nhiều chỗ trốn. Giờ đến lượt các bạn chơi rồi đấy. Chúng ta đã sẵn sàng chưa nhỉ? Chúng ta vẽ chú sắp dễ thương đó một lần nữa. Ngay sau khi Sketchy dừng nhảy nhót khắp nơi. Giờ đến lượt tớ bắt đầu. Ai ngủ và chơi trên cây? Đầu tiên, vẽ một hình oval với hai vòng tròn bên trong, như trứng trong tổ vậy. Rồi vẽ thân của sóc, làm cho nó giống như cây nấm. Và tay của nó, trông giống như mắt vậy. Đến lượt tớ. Cậu vẽ hai tai với lông, giống như con cú, và rồi hai bàn chân. Cậu hoàn thiện với mắt, miệng và chiếc đuôi xinh đẹp của nó. Nhờ cái đuôi của mình, sóc rất nhanh nhẹn trong rừng, và của cậu đây. Nó thật dễ thương. Đã đến lượt các bạn rồi đấy.